Xin chào mọi người, ngay từ mùng 6 khi FB Shop chính thức mở cửa hàng khai xuân năm mới 2024 đã được sự ủng hộ cực lớn tới từ mọi người đến cửa hàng mua và mua trên các kênh online. Điều này khiến số lượng đơn hàng tăng đột biến. FB Shop đã huy động tất cả các nhân sự tăng ca làm việc để sao cho gửi đến khách hàng đơn hàng một cách nhanh nhất có thể. Còn bây giờ chúng ta lên xem phòng kinh doanh xem hiện tại bên FB Shop đang có bao nhiêu đơn hàng cần phải xử lý các bạn nhé. Ngay cạnh tới đây là bạn Dũng, phó trưởng phòng kinh doanh. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem FB Shop hiện tại đang xử lý bao nhiêu đơn hàng các bạn nhé. Dũng, hiện tại FB Shop đang cần xử lý bao nhiêu đơn hàng nữa? Tính đến thời điểm hiện tại thì đang có hơn 3.000 đơn hàng và em đã xử lý được hơn 1.000 đơn rồi. Thế nhưng anh có thể nhìn thấy số lượng hiện tại thì còn khoảng gần 2.000 đơn nữa vẫn đang chờ xử lý. Gần 2.000 đơn các bạn ạ. Mặc dù hiện tại đang có rất nhiều đơn hàng cần chờ xử lý, nhưng FB Shop chúng tôi vẫn cam kết rằng sẽ cố gắng làm sao hoàn thiện các đơn hàng sớm nhất và gửi tới tay các bạn một cách sớm nhất có thể. Cùng chờ hàng nhé. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần thêm thông tin gì, các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp với FB Shop. FB Shop rất mong các bạn thông cảm cho tình trạng đặc biệt này sau dịp Tết Nguyên đán. Cảm ơn các bạn đã hiểu và tin tưởng ủng hộ FB Shop. FB Shop, đồng hành cùng đam mê.